Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với năm từ vựng của hôm nay. Lược chải tóc là hairbrush. 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 Mắc quần áo là hanger. 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 Giặt ủi là laundry. 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 Máy giặt là washing machine. Washing machine. Washing machine. Chổi lau nhà là mop, mop, mop. Đây vừa là danh từ và vừa là động từ. Chúc các bạn luyện tập thật tốt và hẹn gặp lại các bạn trong năm từ vựng tiếp theo.